Toyota Ray là sản phẩm hoàn toàn mới của thương hiệu Toyota đến từ Nhật Bản. Và mẫu xe này cũng mở ra phân khúc mini SUV dành cho đô thị. Dù còn khá mới mẻ, nhưng Toyota Ray lại đang là mẫu SUV cực hot tại quê nhà nhờ sự linh động khi di chuyển trong phố bởi kích thước nhỏ và mức giá rẻ. Theo Best Car Web, chỉ trong vòng 4 tháng sau khi mở bán, Toyota Ray đã đạt doanh số kỷ lục trung bình trên 10.000 xe một tháng tại quê nhà Nhật Bản và chính thức vượt qua Corolla Altis trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu này. Nối tiếp thành công đã được xây dựng tại xứ sở mặt trời mọc, Toyota Ray dự kiến sẽ được phân phối ở một số quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam cũng có trong danh sách dự kiến đón nhận Toyota Ray 2021. Nếu đó là sự thật, Toyota Ray sẽ cùng Kia Sonet mở ra phân khúc SUV đô thị hạng A và cạnh tranh trực tiếp với nhau. Về giá bán, tại Nhật Bản, giá xe của Toyota Ray 2021 khởi điểm ở mức 1.679.000 yên, tương đương khoảng 350 triệu đồng, chỉ ngang với mẫu xe Wigo. Khi về Việt Nam, Toyota Ray nhiều khả năng sẽ có giá trên 500 triệu đồng để tránh dẫm chân người anh em ở phân khúc hatchback hạng A. Về thiết kế ngoại thất, Toyota Ray là mẫu SUV được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng DNGA của Daihatsu, tương tự như TNGA do Toyota. Với nền tảng khung gầm mới, mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ này sẽ được gia tăng khả năng cứng vững, đồng thời đảm bảo trọng lượng nhẹ, tối ưu khả năng vận hành. Nhìn trực diện phần đầu, Toyota Ray phảng phất nét thiết kế của Wigo hiện hành ở Việt Nam với phần lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù góc cạnh. Thiết kế này khá đơn giản, nhưng nó giúp cho chiếc SUV này trở nên thể thao, trẻ trung hơn. Trong khi đó, cản trước của xe sử dụng ốp đen để gia tăng chất SUV cho Toyota Ray. Cũng giống như đối thủ Sonet, Toyota Ray 2021 được trang bị cụm đèn pha cốt sử dụng công nghệ LED được chia thành 4 khoang riêng biệt. Đèn sương mù và đèn định vị ban ngày của Ray được hạ thấp xuống hốc gió phía trước và bóng LED cũng là trang bị tiêu chuẩn. Toyota Ray 2021 sở hữu số đo 3 vòng gồm chiều dài rộng cao lần lượt là 3.995 x 1.695 x 1.620mm. Chiều dài trục cơ sở của xe đạt 2.525mm. Trong khi đó, các thông số của Sonet lần lượt là 3.995 x 1.790 x 1.642mm. Chiều dài cơ sở 2.500mm. Toyota Ray có bề ngang hẹp hơn, nhưng chiều dài cơ sở lại ấn tượng hơn đối thủ 25mm. Toyota Ray sẽ sử dụng bộ mâm 5 chấu dạng cánh hoa, kích thước 15 inch. Vòng bánh xe sử dụng nhựa đen gia tăng vẻ cứng cáp cho chiếc SUV này. Đặc biệt nhìn ngang thân xe, Toyota Ray được sơn đèn nóc và gương mang đến diện mạo đầy thể thao cho chiếc mini SUV này. Đôi xe của Toyota Ray All-New tương đối gọn gàng và phong cách thiết kế góc cạnh được duy trì ở đây giúp xe trở nên tươi mới hơn. Toyota Ray sử dụng cụm đèn hậu dạng nổi khối học tập từ đàn anh Fortuner và nối liền bởi thanh ngang sơn đèn bóng. Nhìn xuống khu vực cản sau, Toyota Ray 2021 lại giống thiết kế của Wigo với sự tối giản có phần khiến xe hơi cụt lùn. Những trang bị khác của xe như hệ thống cảm biến, camera lùi, cánh hướng gió trên cao, tích hợp đèn phanh dạng LED. Về thiết kế nội thất, trái ngược với vẻ bề ngoài có nhiều đường nét giống Wigo, khoang lái của Toyota Ray 2021 mang đến sự khác biệt hoàn toàn với phong cách thiết kế theo xu hướng đầy tươi mới. Điểm nhấn ở nội thất xe Toyota Ray 2021 đến từ màn hình đặt nổi trên táp lô trung tâm với kích thước lớn, cụm điều hòa gọn gàng, cần số kiểu mới. Vô lăng xe Toyota Ray 2021 được thiết kế dạng ba chấu, sử dụng chất liệu nhựa giả da kết hợp nhựa bạc tạo điểm nhấn ở đây. Ở phiên bản cao cấp, tay lái của mẫu SUV mini còn được tích hợp rất nhiều phím bấm chức năng như điều chỉnh âm thanh, truyền kênh radio, đàm thoại dành tay. Nổi bật nhất trên Ray phải kể đến cụm đồng hồ sau vô lăng dạng kỹ thuật số hoàn toàn. Nếu trang bị này được giữ nguyên khi về Việt Nam, chắc chắn Toyota Ray sẽ thuyết phục phần đa khách hàng bởi sự hiện đại mà không chiếc xe Toyota nào trong tầm giá có được. Với những chiếc SUV có chiều dài cơ sở khiêm tốn nên ghế ngồi của xe sẽ chỉ ở mức đủ dùng khi xét về không gian, và Ray cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, ghế xe của Ray chỉ được bọc nỉ pha vải, chỉnh cơ hoàn toàn và chưa có bệ tí tay. Hàng ghế sau của xe có thể gập phẳng với mặt sàn giúp gia tăng thể tích khoang chứa đồ. Về tiện nghi và an toàn, Toyota Ray 2021 được trang bị màn hình giải trí 9 inch với khả năng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay, Android Auto. Bên cạnh đó, xe còn có nhiều tính năng tiện nghi khác như điều hòa tự động, nút bấm khởi động, gương chỉnh điện, kính cửa một chạm vị trí lái. Về mặt an toàn, Toyota Ray 2021 thực sự đáng nể bởi được trang bị gói Smart Assist với loạt tính năng tiên tiến bao gồm cảnh báo va chạm có hỗ trợ phanh, chức năng ngăn chặn khởi động sai và kiểm soát phanh, camera 360 độ toàn cảnh, đèn pha tự động, kiểm soát hành trình chủ động, kiểm soát giữ làn đường, cảnh báo lệch làn và giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, chức năng phát hiện biển báo, 7 túi khí an toàn.
Nếu những công nghệ trên được giữ nguyên ở phiên bản cao cấp của Toyota Ray khi về Việt Nam, thì đây thực sự là bài toán khó giải đối với Kia Sonet. Về động cơ, Toyota Ray 2021 vận hành bởi khối động cơ dung tích 1.0 lít, 3 xi lanh cho công suất tối đa 98 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 140 Nm từ 2.400 đến 4.000 vòng trên phút, kết hợp cùng hộp số tự động CVT hoặc tùy chọn số sàn MT6 cấp. Đáng chú ý, Ray còn có hai tùy chọn dẫn động cầu trước gồm FWD và dẫn động 4 bánh 4WD. Với những thành công đã đạt được tại quê nhà Nhật Bản, Toyota Ray được kỳ vọng sẽ làm được điều tương tự khi về Việt Nam để trở thành cứu cánh cho Innova Fortuner đang hụt hơi trong cuộc đua giành số chung của Toyota với các đối thủ. Điểm mạnh của Toyota Ray đến từ thiết kế ngoại hình trẻ trung, nội thất theo xu hướng đầy hiện đại và hệ thống an toàn cao cấp. Hơn nữa, thương hiệu được yêu thích ở nước ta cũng sẽ là lợi thế đáng kể của Ray. Điều quan tâm của người dùng có lẽ là mức giá có đủ cạnh tranh, có đủ hấp dẫn so với Kia Sonet cũng sắp trình làng hay không. Bạn có đánh giá gì về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe D-Pro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.